Hay quá. Bây giờ tôi trả lời thêm một chút về cái câu hỏi của anh nãy là trong kinh doanh thì điều gì là quan trọng nhất để phát triển nhá. Thì lúc nãy anh Huy trả lời rồi, bây giờ Xuân Trinh trả lời. Được anh Rồi, xin Huy, mời. đây Rồi, bổ sung thêm ok. thôi nhá. Rồi, rồi. Ok anh em nhìn đây nhá. Nhìn tiếp này, viết tiếp này. Viết tiếp tí nữa cho đi buồn ngủ, tại vì gần 12 giờ rồi Hôm trước Huy có buổi chia sẻ đào tạo đến tận 3 giờ 15 phút sáng chị ạ. Còn giờ 12 thứ nhất người. nhá. Thứ nhất ấy, để mà trong kinh doanh ấy thì điều gì quan trọng nhất thì tôi cũng không hiểu câu hỏi lắm, nhưng mà đại để trong kinh doanh muốn thành công ấy thì mình phải trả lời được ba câu hỏi. Ba câu hỏi nhá. Ba câu hỏi này. Câu hỏi số 1 đấy. Số 1 là bán cho ai? Yeah. Câu hỏi số 1 là bán cho ai? Mình phải biết rõ cái sản phẩm dịch vụ đấy mình muốn bán cho ai, mình muốn phục vụ ai. À, giống như một vài thầy họ nói là khách hàng mơ ước của tôi là ai ấy. Không, thì mình phục vụ ở đấy thôi. Ví dụ như trong kinh doanh, tại sao trong ngành thú y tôi nói rằng là các bạn phải tìm được khách hàng tiềm năng. Có hai cái tiêu chí thôi. Số 1 là người ta phải có nhu cầu. Cái số 2 là người ta chịu chi tiền. Nhớ cái từ chịu chi tiền. Tại vì có rất nhiều ông rất giàu, rất là ngon, nhưng mà ông không chịu chi tiền đấy. Tao cứ thích mua chịu đây. Thì đối tượng đấy không cần phải phục vụ, đúng không? Số 2. Số 2 nhá. Đầu tiên là bán cho ai? Số 2 là bán cái gì à? Đó, bán cái gì? Có nghĩa rằng là khi các bạn tìm được đối tượng khách hàng rồi, các bạn phải biết rằng là nhu cầu của họ là cái gì. Đâu, đầu tiên mình tìm được ai là khách hàng mình cần phải phục vụ này. Cái thứ hai mình tìm xem rằng là nhu cầu của cái ông này là cái gì, thì mình bán cho người ta cái đấy thôi. Nên là một con người, ví dụ như cá nhân Xuân Định tôi này, tôi có nhu cầu về sử dụng điện thoại, tôi có nhu cầu về đi ô tô, tôi có nhu cầu về ăn uống ngủ nghỉ, tôi có nhu cầu đi chơi, ví dụ như thế đúng không? Thì mình tìm cái sản phẩm dịch vụ mình bán họ. Và đa số tất cả chúng ta là đang bị đi ngược lại với xu thế, đi ngược lại xu thế, đi ngược như thế này. Khi mà các bạn làm kinh doanh ấy, để tôi nói, tôi luôn lót lốt cái phần 3 nên tôi nói về các bạn về kinh doanh. Và cái thứ ba ấy, cái thứ ba nó trả lời cái câu hỏi là ai là người bán, ai bán nhé. Thì cái cấp độ bán hàng này là cấp độ cao nhất này, có nghĩa rằng là bán cho ai thì cái việc này thì ai cũng có thể làm được. Có nghĩa là các bạn có thể tìm được đối tượng khách hàng để bán. Ví dụ ông muốn bán tăm đúng không, thì bán cho mấy bà nội trợ. Muốn bán quần áo đẹp thì bán cho mấy bà chuyên gọi là chụp ảnh selfie cái thứ đâu. Chứ còn bán quần áo đẹp cho tôi chẳng mặc đâu. Tại vì thực ra quần áo của tôi toàn vợ mua, tôi chẳng mua. Ok, bán cái gì và cấp độ cao nhất là ai là người bán. Vậy thì các bạn cần phải xây dựng cho mình một cái công thức này. Để đến đạt đến cấp độ số 3, mình phải xây dựng cho mình một cái công thức. Người ta gọi là đầu tiên ấy, mình phải làm cho khách hàng biết đến mình này. Đó, đầu tiên mình phải làm khách hàng biết đến mình. Sau đấy mình làm cho khách hàng thích mình. Đây là số 2. Và số 3 này là mình làm cho khách hàng tin mình. Sau khi mình làm cho khách hàng tin mình ấy, thì bắt đầu họ mới mua hàng của mình. Thì đây là một trong những cái công thức mà người ta gọi là nó đi theo bốn cái bước này. Và để mà khách hàng tin bạn ấy thì bắt buộc bạn phải có một cái thứ người ta gọi là nhân hiệu. Đúng không ạ? Nhân hiệu. Có nghĩa rằng là trong cuộc sống của chúng ta ấy, nó có ba loại niềm tin. Niềm tin số 1 là các bạn tin vào vũ trụ. Niềm tin số 2 là tin vào chính bản thân mình. Và niềm tin thứ ba là niềm tin vào một ai đấy. Vậy thì các bạn sẽ tin tưởng vào cái người người ta có uy tín, có nhân hiệu. Vậy thì việc đầu tiên các bạn cần phải làm trên mạng internet, đó chính là cái việc các bạn xây dựng nhân hiệu của mình ở trên internet để các bạn có thể bán hàng được cho khách hàng lạ. Tức là nếu mà bạn thực sự muốn kiếm tiền ấy, muốn kiếm nhiều tiền thì việc quan trọng nhất bạn phải bán hàng được cho nhiều người lạ, đúng không? Nhiều cái người họ chưa từng biết đến mình. Và để mà bán hàng cho người lạ thì bắt buộc các bạn phải xây dựng cho mình một cái thương hiệu, à một cái nhân hiệu ở trên mạng internet để khách hàng tin tưởng mình. Cả những người lạ người ta tin tưởng mình thì mình mới mua được hàng. Vậy thì cái việc các bạn xuất hiện trên nền tảng đa kênh ấy, xuất hiện trên tất cả các nền tảng là vô cùng quan trọng. Khi các bạn xuất hiện đủ lớn trên đấy, đủ lớn trên đấy để khách hàng biết đến bạn, sau đấy bạn họ nhận được một cái giá trị nào của bạn thì họ sẽ thích bạn, được chưa? Sau khi họ thích bạn thì họ sẽ chuyển sang cấp độ tiếp theo là tin bạn và họ sẽ mua hàng. Và các bạn cứ làm
nhiều người tin bạn ấy, được không? Thì có nghĩa lúc đấy nhân hiệu của bạn đã đủ lớn trên thị trường. Nên tại sao tôi nói rằng là cần phải làm đa kênh. Đa kênh là gì? Đa kênh là ở chỗ nào có khách hàng của mình thì mình phải xuất hiện ở đấy. Vậy thì khi các bạn xuất hiện đủ lớn thì tự nhiên các bạn xây được nhân hiệu, được không? Có thể là các bạn sẽ nghĩ rằng cái việc xây dựng nhân hiệu nó rất là khó, nhưng thực ra nó không có khó gì cả. Ví dụ như là bây giờ nếu mà bạn muốn bán hàng cho một ông tính C ấy, thì việc đơn giản nhất là bạn sẽ xuất hiện trước mặt ông đấy khoảng tầm 90 lần nhé. Được không? Các bạn chỉ cần xuất hiện trước mặt ông khách hàng tính C khoảng 90 lần, bạn sẽ có thể bán hàng được cho những người khó tính nhất. Vậy thì những ông tính D có khi ông nhìn ông mua bố luôn, tại vì ông tính D ông hướng kết quả mục tiêu mua luôn, những ông tính C ông còn xem bàn chán. Có khi 3 năm, 4 năm đúng không? Nhưng mà tối thiểu bạn cần phải xuất hiện 90 lần trên mạng internet để một người không từng biết đến bạn, họ sẽ mơ hồ biết về bạn, thì lúc đấy bạn sẽ có nhân hiệu trên internet. Nên là việc đơn giản nhất là về làm internet thôi. Đúng không? Internet thì mình có thể làm video, mình có thể làm livestream, mình có thể làm content, mình có thể làm hình ảnh. Và tất cả những cái điều đấy thì liên hệ với thầy Huy và thầy Trịnh sẽ hướng dẫn cho các bạn, được không? Bắt tay chỉ việc để làm tất cả những điều đấy. Vậy thì khi mà các bạn trả lời được ba câu hỏi này ấy, được chưa? Thì lúc đấy các bạn sẽ biết được rằng là mình cần phải làm gì. Vậy thì khi mà các bạn trả lời được ba câu hỏi này ấy, được chưa? Thì lúc đấy các bạn sẽ biết được rằng là mình cần phải làm gì. Và tiếp tục một cái nữa này. Cái này lúc nãy thầy Huy thầy cũng nói qua rồi đấy. Thầy nói rằng là đa số chúng ta đang kinh doanh ấy, là các bạn đa số là các bạn đang bắt đầu từ sản phẩm, nhưng không phải như thế. Nếu mà bắt đầu từ sản phẩm thì nó sẽ đi ngược, người ta gọi là cái gì nhỉ? Người ta gọi là đi ngược so với xu thế. Vậy thì trong kinh doanh thì điều gì nó quan trọng nhất để phát triển, đúng không? Việc đầu tiên ấy là quan trọng nhất là mình phải có một cái mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu đấy là gì? Mục tiêu tài chính, được chưa? Mục tiêu tài chính, mục tiêu về tiền, nó phải có cái sự rõ ràng về cái điều này này. Nếu mà các bạn đi làm kinh doanh ấy mà các bạn không có mục tiêu về tiền ấy, giống như bạn đi từ thiện ấy, thì bạn cứ mang tiền đi bạn cho thôi, đúng không? Nó không có những cái điều này. Và kinh doanh nó phải thỏa mãn ba thứ: số 1 là phải kiếm được tiền, số 2 là kinh doanh nó phải vui, và số 3 nó phải có ý nghĩa cho khách hàng của mình. Vậy thì điều gì quan trọng nhất để, tức là trong kinh doanh thì điều gì quan trọng nhất để phát triển, đó chính là mục tiêu tài chính, được chưa? Có những người là kinh doanh đi đi tức là kinh doanh không có cái này rõ ràng, nên là chỉ có gớm đi từ thiện thôi. Bọn tôi thì không thế, bọn tôi là doanh nhân nên là bắt buộc đã làm kinh doanh là phải kiếm được tiền, còn không kiếm được tiền chúng tôi không làm kinh doanh. Có thể là lúc này chưa kiếm được tiền nhưng mà mục tiêu lúc khác, ví dụ hôm lúc này như anh Huy anh bảo rằng là anh tặng, tại sao anh Huy anh tặng 10.000 cái áo, đúng không? Tôi giải thích cho các bạn xem này. Tại sao anh Huy anh tặng 10.000 cái áo, mỗi cái áo 50.000 nhá. Bây giờ này, anh Huy anh bỏ ra 10.000 cái áo, được không? 10.000 cái áo, mỗi cái áo là 5 5k, đúng không? Thì tổng chỗ này tôi là 500 triệu đây. 500 triệu đồng. Vậy thì tại sao anh Huy anh lại bỏ ra 500 triệu đồng này? Vì mục đích gì? Anh đi từ thiện à? Không. Bọn tôi là doanh nhân, không có chuyện từ thiện. Bây giờ anh bỏ ra, anh chạy quảng cáo một khách hàng nhá, một khách hàng của họ chỉ cần lấy một cái lead không thôi nó đã xấp xỉ 100 nghìn rồi, được chưa? 100 nghìn mới ra được một khách hàng, hoặc 200 nghìn. Vậy thì bây giờ tôi tặng có 50 nghìn, được không? 50 nghìn đồng cho một khách hàng để tôi lấy được một lead khách hàng. Các ông thấy không? Tôi đã giảm chi phí được một nửa rồi. Đấy là lý do khi tôi có được 10.000 cái áo này tôi tặng cho 10.000 khách hàng, thì tôi có được cái lead 10.000 khách hàng, và cái lead này nó sẽ chuyển đổi thành mục tiêu tài chính, chứ không phải bọn tôi đi từ thiện. Đừng có nghĩ rằng đi từ thiện hay nhầm, không bao giờ đi từ thiện được, tại vì chúng tôi bỏ ra 500 triệu đồng này chạy quảng cáo chưa chắc đã tạo ra được 10.000 cái lead mà có giá trị như thế này, đúng không? Nhưng mà khi mình có được 10.000 khách hàng mà họ đã nhận quà của mình rồi, để họ đây này, khi mà 10.000 khách hàng này nhá, mình tặng cho họ quà là họ đã biết đến mình rồi, họ đã thích mình rồi, mẹ chẳng có ai không thích nhận quà cả. Giờ tự nhiên có mấy ông tặng quà mình thích ông ngay, bất kể dùng hay không dùng vẫn thích, đúng không? Vậy thì dễ dàng ông chuyển đổi sang những cái như thế này, những cái tin mua như này. Và thực sự 500 triệu để đổi lấy 10.000 khách hàng nhá, 500 triệu để đổi lấy lead 10.000 khách hàng nó quá rẻ so với quảng cáo bây giờ. Và đây là một trong những cái chiến lược người ta gọi là cái chiến lược 5B ấy, là đầu tiên là ban, xong đấy là làm bạn, đúng không? Đầu tiên là ban ban tặng cho người ta ấy, sau đấy là bạn, xong là bàn và bán, xong là cuối cùng là bè. Thì đây là tất cả những cái chiến lược để làm kinh doanh. Vậy thì câu hỏi của anh rằng trong kinh doanh thì điều gì là quan trọng nhất, đúng không? Mục tiêu rõ ràng và tiến đến, thế thôi. Ok, hình dung bây giờ. Đấy là cái quan điểm cá nhân của Xuân Trịnh. Nó còn nhiều cái điều thú vị lắm, nhưng có thể viết thêm cái này này. Viết thêm cái mô hình kinh doanh một chút, đã chót cho nó chết luôn, cho nó quá 12 giờ luôn đi. Thì khi chúng ta bắt đầu từ mục tiêu tài chính, được chưa?
Vậy thì khi chúng ta bắt đầu từ mục tiêu tài chính tiếp theo này, mình sẽ tìm ra được đối tượng số 2 là ai, đúng không? Ai là người mình phục vụ đấy, tức ai là người để mình phục vụ này, đúng không? Dạ. Tiếp theo này, sau khi mình biết rõ mục tiêu tài chính, mình sẽ tìm ra ai là người mình phục vụ. Và cái thứ ba ấy là mình sẽ tìm ra số, đây là số 1 này, đúng không? Số 2 và số 3, mình sẽ tìm ra là lỗi đau, đúng không? Lỗi đau và sự sung sướng của họ là gì? Mình phải tìm ra lỗi đau và sung sướng của họ. Và đến số 4 này, bước số 4, bắt đầu mình phải giải pháp này, đúng không? Dịch vụ của mình để mình giải quyết cái nỗi đau và niềm sung sướng của ông này. Đấy là bước số 4. Và bước số 5 là mình phải tính toán được nhá. Đến bước số 5 này. Bước số 5, mình phải tính toán được lợi nhuận, được không? Trên một sản phẩm, nó có thỏa mãn cái mục tiêu tài chính hay không? Tức là ví dụ như bây giờ tôi muốn có mục tiêu tài chính của tôi là 5 tỷ chẳng hạn, đúng không ạ? Vậy thì tôi phải tính ra được rằng là khi mục tiêu tài chính của tôi như này, tôi phải tìm ra tệp khách hàng, đó chính là 10.000 cái ông này. Ông nhận quà của tôi đúng không? Ông nhận quà của tôi, ông có mong muốn về kinh doanh, muốn điều gì đấy thì chính là nhóm khách hàng để tôi vừa phụ. Sau đấy tôi tìm ra lỗi đau của từng ông một, từng nhóm người một. Tôi đưa cái giải pháp dịch vụ nào để tôi xử lý cái nỗi đau và niềm sung sướng này của họ. Và tôi sẽ tính toán năng nào cái sản phẩm dịch vụ của tôi trên một đơn vị sản phẩm, bao nhiêu sản phẩm thì nó thỏa mãn mục tiêu tài chính, và cuối cùng tôi mới tìm sản phẩm. Đến bước số 5 này, bước số 6 nhá, bước số 6 cuối cùng tôi mới bắt đầu tạo ra sản phẩm. Vậy thì đa số tất cả chúng ta là đang đi ngược so với xu thế, các bạn đang bắt đầu từ sản phẩm. Nên là các bạn thấy rằng là cứ kêu tại sao sản phẩm của tôi giá cao khó bán, tại sao sản phẩm của tôi khó đi vào thị trường. Thì tất cả những điều này nó liên quan đến cái vấn đề nó các bạn đang đi ngược lại với cái tư duy, ngược lại với cách làm, đúng chưa? Vậy thì chúng tôi là doanh nhân, không bao giờ chúng tôi bắt đầu từ sản phẩm, mà chúng tôi sẽ bắt đầu từ cái việc là định hình mục tiêu mình muốn kiếm bao nhiêu tiền, và tôi tìm ra cái nhóm ai này. Cái nhóm ai này chính là cái nhóm ông Huy, ông hy sinh 500 triệu đồng này để ông bắt cái bọn này. À quên, bắt cái nhóm này nhé, nghe cái bọn nghe nó kinh quá, được không? Vậy thì đây đây là một cái mô hình để các bạn bắt đầu được kinh doanh. Các bạn nhớ, bắt đầu từ việc các bạn muốn phục vụ ai và tìm ai là người xứng đáng để mình phục vụ. Sau đấy thì những cái phế này bắt đầu nó mới phát sinh là được, chưa? Vậy thì với cá nhân Sơn Trịnh, kinh doanh nhá, về cá nhân Sơn Trịnh, trong kinh doanh thì điều gì là quan trọng nhất để phát triển? Đó chính là mục tiêu tài chính. Ok, xin cảm ơn. Tuyệt vời à, thì cả nhà nhắn tin chữ tuyệt vời cho thầy Trịnh ngài, quá tuyệt vời luôn. Tại vì